Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với tiểu mục đối thoại của chương trình Vững Bước Tương Lai. Lĩnh vực công nghệ thông tin thì rất là rộng lớn và từng chuyên ngành đều có vị thế riêng, sự quan trọng riêng, và hai ngành học mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, hệ thống thông tin là các ngành vô cùng khác nguồn nhân lực chất lượng cao. Để hiểu thêm về hai ngành học này thì xin mời quý vị sẽ cùng chào đón hai vị khách mời đến với trường quay của chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên xin được giới thiệu tiến sĩ Bùi Minh Phụng, Phó trưởng khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Văn Lang. Dạ xin chào thầy ạ. Rồi, xin chào MC Khánh Tường và xin kính chào tất cả các quý vị khán giả, các quý phụ huynh cùng các bạn học sinh thân mến. Tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu ông Ngô Văn Toàn là Phó Chủ tịch Liên minh Công nghệ số Việt Nam VNITO. Dạ, xin chào anh ạ. Chào tất cả quý vị khán giả xem lại. Câu hỏi đầu tiên chắc là Khánh Tường xin đặt cho anh Toàn. Có thể nói là công nghệ thông tin là một lĩnh vực mà đang rất là phát triển tại Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà với góc độ và kinh nghiệm của anh thì anh có thể chia sẻ rõ hơn là hiện tại nó đang phát triển như thế nào, thể hiện như thế nào về việc là cái nhu cầu về nhân lực trong ngành công nghệ thông tin ở trên xã hội hiện đại bây giờ. Thì nếu chúng ta theo dõi thì chúng ta cũng thấy được là nó không phải là mới đây, mà tôi nghĩ là cũng trên 10-15 năm rồi. Dạ. Thì cái vấn đề nhân lực của công nghệ thông tin của chúng ta có thứ hạng trên thế giới, nhưng mà trong rất nhiều năm thì chúng ta luôn đối diện với vấn đề là có khó khăn về cái nguồn nhân lực. Thì hiện nay cũng vậy, cái tình trạng là các doanh nghiệp cũng khó khăn để có thể tuyển được cái nhân lực có thể đủ đáp ứng được yêu cầu. Hiện nay theo cái kế hoạch mà chúng ta dự kiến, nếu mà tính tới năm 2025 thì chúng ta cần khoảng 70.000 doanh nghiệp và trên 1 triệu nhân lực. Và ngay trong năm 2022 này thì dự kiến là chúng ta có nhu cầu trên nửa triệu và nó thiếu khoảng 150.000. Thì đó là một cái bức tranh cho chúng ta thấy là chúng ta đã đang và sẽ tiếp tục đối diện với vấn đề là chúng ta có tiềm năng, chúng ta phát triển mạnh, nhưng mà chúng ta có khó khăn về vấn đề nhân lực cho công nghệ thông tin. Khánh Tường rất là muốn thầy Phụng chia sẻ là vì nhu cầu của thị trường to lớn như vậy á, thì hiện tại trong trường Đại học Văn Lang của mình đang có những cái ngành học hay là những cái nhóm ngành nào đào tạo thiên về công nghệ thông tin thưa thầy? Trường Đại học Văn Lang ấy là một cái trường đại học đa ngành, có nghĩa là rất nhiều cái ngành và rất nhiều lĩnh vực ở trong đó. Thì trong trường Đại học Văn Lang hiện nay đã có hai cái khoa mà có đào tạo về liên quan đến lĩnh vực gọi như là khoa học máy tính và công nghệ thông tin. Đó là khoa công nghệ thông tin và một cái khoa nữa là khoa kỹ thuật cơ điện và máy tính. Đối với khoa công nghệ thông tin hiện nay thì đang có là ba cái ngành đào tạo. Một là cái ngành công nghệ thông tin, và thứ hai là cái ngành hệ thống thông tin, và thứ ba là cái ngành mạng máy tính và truyền thông dữ liệu. Thầy vừa mới nhắc đến hai ngành đó là mạng máy tính và truyền thông dữ liệu cũng như là hệ thống thông tin. Thì thầy có thể chia sẻ cụ thể hơn là trong hai ngành này thì các bạn cụ thể là được học những gì và cái tương lai phát triển của nó sẽ như thế nào? Đối với khoa công nghệ thông tin của trường Đại học Văn Lang ấy, thì đây là cái hai ngành mới bắt đầu đưa vào đào tạo trong năm nay. Ta nói thứ nhất về ngành hệ thống thông tin đi. Dạ. Tên của cái ngành đào tạo thì mình thấy là đó là liên quan đến một cái hệ thống thông tin của một cái doanh nghiệp. Làm thế nào để mà có thể ứng dụng các cái phần mềm hay ứng dụng các cái hệ thống thông tin nào mà nó giúp cho cái việc vận hành doanh nghiệp hiệu quả nhất, thì đấy là cái nhiệm vụ cũng như là cái công việc của một cái người mà liên quan đến gọi là cái lĩnh vực gọi là hệ thống thông tin. Thì trong cái ngành này người học sẽ phải học liên quan đến về kỹ thuật, nghĩa là liên quan về cái kiến thức về công nghệ thông tin. Dạ. Và đồng thời cũng phải có kiến thức về quản trị doanh nghiệp, kiến thức về kinh tế. Tại vì khi mà muốn áp dụng, muốn vận dụng một cái phần mềm hay một cái sản phẩm là công nghệ thông tin nào vào trong doanh nghiệp thì họ phải hiểu cả hai vấn đề đó. Chứ mà hiểu một hoặc cả hai thì sẽ khó mà có thể đưa vào vận hành cái như là map vào cho nó tốt được. Còn một cái ngành tiếp theo là ngành mạng máy tính và truyền thông dữ liệu á, thì thấy là mạng có nghĩa là chúng ta sẽ kết nối các cái mạng máy, các cái máy tính lại với nhau thành một mạng, thì thấy một cái hiểu một cách đơn giản, người ta hiểu cái đơn giản như thế vậy. Và truyền thông dữ liệu có nghĩa là chúng ta sẽ truyền thông tin nằm sao trên cái hệ thống nó như thế. Yeah. Thì từ trước đến giờ thì các cái hệ thống thì đều là như vậy. Tuy nhiên thì sự phát triển của công nghệ thông tin cũng như sự phát triển của xã hội hiện nay á, các cái xu hướng của trường đại học khoa công nghệ thông tin Văn Lang thì cũng phải đào tạo theo cái xu hướng hiện nay. Thì có nghĩa là chúng ta không có đào tạo các cái hệ thống mạng trong một cái doanh nghiệp hay là chỉ nó gói gọn trong một doanh nghiệp, nhưng mà bây giờ các xu hướng là sẽ nằm trên nền tảng của điện toán đám mây, và một trong cái nữa đó là kết nối mạng trong hệ thống IoT. Đây là hai cái định hướng mà của khoa công nghệ thông tin trường Văn Lang là đang hướng tới cho các bạn sinh viên liên quan đến cái hệ thống mạng và máy tính và truyền thông dữ liệu. Phải nói là rất sớm, tôi nhớ là phải nói là từ trước đây 10 năm là tôi đã có tham dự mấy cái buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp của trường Đại học Văn Lang của mấy em sinh viên công nghệ thông tin. Và lúc đó là tôi đã rất ngạc nhiên là khi mấy em được dạy theo cái chương trình chuẩn CMG của Hoa Kỳ, và cái đồ án tốt nghiệp của mấy em được trình bày bằng tiếng Anh. Dạ.
Đó là cái điều mà nó khác biệt từ rất sớm so với những cái trường khác. Bởi vì cái chương trình CMU là trường quốc tế và nó dạy về engineering rất là nổi tiếng. Sau đó thì có làm việc với một số em thì phải công nhận là các sinh viên của trường Học Vân Lan á, không chỉ là có kiến thức về kỹ thuật mà mấy em có kiến thức về cái này thuật ngữ chuyên môn nó gọi là engineering, nghĩa là công nghệ đó. Thì cái việc này á, nó giúp cho mấy em làm việc nó hội nhập nó tốt hơn và nó hiệu quả hơn. Vài năm gần đây tôi cũng có tham gia các cái buổi phản biện tốt nghiệp của mấy em, thì cái cách mấy em bảo vệ đồ án tốt nghiệp nó cũng có cái điểm đặc trưng, nghĩa là mấy em gắn kết rất nhiều với những dự án thật, những dự án mà nó có tính ứng dụng cao. Sinh viên mới vào trường là luôn có một khoảng cách so với thực tế, cái điều đó chúng ta phải không có lý tưởng hóa, nhưng mà mấy em hội nhập rất là nhanh. Thì tôi cho rằng cái đó là cái ưu điểm của sinh viên trường Học Vân Lan. Bên cạnh đó thì cái năng lực tiếng Anh này tôi cho rằng là thuộc nhóm thứ hạng khá nếu mà so ở Việt Nam. Thì với góc độ của anh Toàn, anh có thể cho biết một cái nhìn xa hơn là nếu như các bạn theo học hai nhóm ngành công nghệ thông tin này thì tương lai các bạn sẽ có thể tham gia vào những cái vị trí công việc nào, rồi cái mức lương như thế nào, rồi cái cơ hội để các bạn có thể làm việc với các công ty nước ngoài thì nó có khả quan hay không thưa anh? Cái việc mà chúng ta quan tâm tới cái con đường nghề nghiệp từ phía cả sinh viên lẫn phụ huynh là cái điều rất là cần thiết và rất là quan trọng, bởi vì cái đó là nghề nghiệp của chúng ta mà. Thì tôi cho rằng có hai cái góc nhìn để chúng ta có thể đánh giá. Thứ nhất đó là cái xu thế của xã hội, chúng ta nhìn thấy hiện nay là hầu như là cái việc xâm nhập của công nghệ thông tin nói riêng và công nghệ nói chung là nó gần như là nó vào mọi mặt của cuộc sống. Và cái thứ hai là chúng ta nhìn thấy ngay là nhu cầu tuyển dụng công nghệ thông tin là nó luôn luôn ở mức rất là cao. Không phải hiện nay mà đã 10 năm rồi. Thì tôi cho rằng hai yếu tố đó cho thấy là đây là một cái ngành tôi cho rằng là nó rất là triển vọng. Riêng tôi làm việc trong ngành này thì tôi thấy là cái ngành này nó cũng có cái đặc thù nữa là nó không phải là nó làm cho nó. Nó có mặt ở tất cả các cái ngành nghề xã hội hiện nay, chứ không phải là nó học IT ra là nó chỉ làm cho riêng cái ngành IT. Cho nên cái cơ hội việc làm của ngành IT nó cũng có cái tính chất đặc biệt hơn so với ngành khác, nghĩa là nó trải rộng gần như là ở mọi lĩnh vực của cuộc sống. Chúng ta nghe hệ thống thông tin là chúng ta thấy là hầu như bây giờ tổ chức nào từ nhỏ đến lớn cũng có liên quan tới hệ thống thông tin. Nó gần như là cái mạch máu của một tổ chức, và để chuyển tải cái mạch máu đó thì nó có cái phần mạng máy tính và truyền dữ liệu. Cho nên tôi cho rằng là cái lĩnh vực này là cái nhu cầu nó rất là cao, và ở lĩnh vực này bây giờ cái tính tích hợp của nó cũng rất là lớn. Nó liên quan tới những công nghệ mới như là trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu, big data và cloud. Nó dẫn tới là cái nhu cầu nghề nghiệp cũng như là cái thu nhập nó cũng rất là tốt. Và kỹ sư của những cái lĩnh vực này bây giờ đi làm khắp nơi trên thế giới, chứ không phải là chỉ làm ở Việt Nam. Không cần đi đâu xa, ngay cả ở bên Singapore thì cũng có rất nhiều kỹ sư Việt Nam đang làm việc ở trên bên đó. Còn về mức lương á, thì nó nằm trong cái dòng chảy chung của ngành công nghệ thông tin hiện nay là rất là tốt. Tuy nhiên chúng ta phải có cái sự phân biệt trong cái ngành như thế này là giữa những em vừa ra trường và những em có kinh nghiệm cao, mà đôi lúc chúng ta đọc các cái thống kê có thể gây nhầm lẫn. Thì thông thường mấy em mà vừa tốt nghiệp á, là cần khoảng từ 1 năm tới 1 năm rưỡi để có thể hoàn toàn bắt nhịp với lại cuộc sống. Thuật ngữ chuyên môn tụi tôi gọi là fresher, thì mức lương mấy em mà vừa ra trường là nó dao động ở khoảng từ 800 tới 1.000, hơn 1.000 đô. Và nó tùy vô một vài cái kỹ năng như là tiếng Anh. Còn nếu đi làm sau một thời gian, hoặc một số em là ngay cả vừa tốt nghiệp mà có kinh nghiệm nhiều, thì 1-2 năm kinh nghiệm là nó có thể trên 1.500, và có những cái vị trí mà mấy em giỏi có thể cái mức lương rất là cao. Quay trở lại với chương trình đào tạo của trường Học Văn Lang, một trong những cái điểm nổi bật của Đại học Văn Lang mà Khánh từng được biết đó chính là cơ sở vật chất. Thì thầy Phụng có thể chia sẻ là hiện tại trường của mình đang có trang bị những điều gì cho quá trình học tập của các bạn sinh viên của chúng ta trong cái ngành công nghệ thông tin này ạ? Đầu tiên thì nói về cái cơ sở vật chất chung, thì chúng ta thấy rằng hiện nay ở trên các cái thông tin truyền thông hay là cái mạng xã hội, chúng ta thấy là cái Văn Lang hiện nay đó là một trong những cái trường học mà có cái cơ sở vật chất thuộc dạng là đẹp nhất. Đó. Thì thật ra thì đối với cái quan điểm của lãnh đạo trường Văn Lang ấy, xây dựng một cái hệ thống về trường đại học hay gọi là một cái đô thị về đại học là theo một cái chuẩn gọi là cái chuẩn châu Âu, như là muốn đi theo cái hướng là của quốc tế hóa, là ngay từ cái khuôn viên này rất nhiều cái cây xanh trong các cái sảnh thì nó đều thiết kế theo cái dạng gọi là phong cách của châu Âu, gồm có cả các cái hồ bơi này, thư viện, tất cả mọi thứ đó thì đều có là theo một cái tiêu chuẩn quốc tế. Là như thế vậy để giúp cho các bạn có một cái môi trường để học tập. Tại vì bây giờ đặc biệt là đối với cái thế hệ của các bạn gọi là Gen Z hiện nay đấy,
Nghĩa là ngoài việc học còn phải cái việc mà hưởng thụ, phải cảm nhận cái cuộc sống cũng như đời cuộc sống sinh viên nữa, trong một cái môi trường hiện đại nữa. Còn đối với cái khoa cái ngành công nghệ thông tin ấy, thì khi các bạn ở vô học thì đương nhiên ngoài những cái phòng máy tính để các bạn học bình thường, học tập như thế vậy, thì nó phải có những cái phòng lab chuyên dụng. Ví dụ như có những cái phòng mà chuyên môn là có những cái server gọi là hiệu năng cao để cho các bạn có thể học tập xử lý những cái đồ án, những cái phân tích những cái dữ liệu để chúng ta làm như thế vậy. Hoặc là cái phòng thực hành về lập trình về IoT thì cũng phải có những cái thiết bị liên quan như thế vậy để cho các bạn có thể là vô trong những cái môi trường đó các bạn thực hành. Thế đấy là cái môi trường đó phòng lab thôi, nhưng mà nó phải mình phải cố gắng tạo ra cho các bạn những cái môi trường giống như là thật để các bạn có thể trải nghiệm trước trong thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường. Dạ, vậy thì với góc độ của anh Toàn, anh có thể cho biết là trong tương lai thì các bạn sinh viên ngành công nghệ thông tin của chúng ta, các bạn cần phải có thêm những cái kỹ năng, những cái yếu tố nào nữa hay không ạ? Cái điều mấu chốt cũng vẫn là ở cái chỗ là chúng ta phải tạo ra cái giá trị, chứ cái ngành không á, nó không có phải bảo đảm cho chúng ta tất cả đều như nhau, mà nó phụ thuộc vào cái cách chúng ta tạo ra cái giá trị. Có rất nhiều em bây giờ là hay quan tâm với cái mức lương và thu nhập, thì theo cái quan điểm của tôi cho rằng là hãy theo đuổi cái sự thuần thục và giá trị thì cái sự thành công nó sẽ theo đuổi mình. Chứ nếu mà chúng ta cứ thấy trả lương cao rồi nhảy qua nhảy lại thì chúng ta sẽ không thể nào mà thành cái chuyên gia thực thụ được. Thì đó là cái lời khuyên của tôi. Chứ bây giờ nói kỹ năng thì cái ngành công nghệ thông tin nó rộng lớn lắm. Tôi không thể nào mà nói là chú trọng vào cái kỹ năng nào được. Thì bên cạnh đó mấy em cũng hết sức chú ý đó là cái năng lực tiếng Anh. Bởi vì đó là tương lai và cái sự hội nhập của chúng ta rất là nhiều. Bây giờ chúng ta không thể như hồi xưa mà có thể gọi là ở trong nhà làm với nhau được. Cái việc mà nắm vững cái kỹ năng tiếng Anh tôi cho rằng cũng là một cái lợi thế khi các bạn học ở trường Đại học Văn Lang, thì đó là một cũng là một cái công cụ rất là tốt để sau này chúng ta chuẩn bị tốt nhất cho cái nghề nghiệp của mình. Dạ, cảm ơn anh Toàn rất là nhiều. Thì em rất là muốn hỏi là nhà trường Văn Lang của mình nó sẽ có những cái cam kết như thế nào dành cho những bạn sinh viên theo học ngành công nghệ thông tin ở trường mình? Khi mà thiết kế một cái chương trình đào tạo á, thì luôn luôn trong cái chương trình đào tạo nó một cái gọi là cái chuẩn đầu ra. Dạ. Cái chuẩn đầu ra này chính là cái năng lực của các bạn sinh viên khi các bạn học xong thì các bạn sẽ đạt được. Thì trong đó năng lực thì nó bao gồm là kiến thức này, kỹ năng này và cả cái thái độ của các bạn sinh viên nữa. Gọi là cái cam kết mà mạnh mẽ nhất khi mà các bạn theo học chương trình đào tạo. Thì trường Văn Lang hiện nay trước tiên là tập trung đào tạo cho các bạn, hỗ trợ các bạn về học tiếng Anh. Bởi vì lãnh đạo cũng đã có một cái nó gọi là cái tầm nhìn là chúng ta phải quốc tế hóa, phải đi theo cái đường hội nhập. Đối với ngành công nghệ thông tin ấy, một trong những cái yêu cầu mà ở trong khoa phải có đó là cho các bạn một cái cơ hội để trải nghiệm ở doanh nghiệp. Thường là đến năm thứ ba thì khoa sẽ liên kết hợp tác với các doanh nghiệp và gửi các bạn đi ở các doanh nghiệp trong một cái thời gian thường là khoảng chừng 3 tháng hay 4 tháng để các bạn làm việc trong cái môi trường doanh nghiệp như vậy, để các bạn có thể trải nghiệm được tất cả những cái mà công việc của doanh nghiệp nó như thế nào, không chỉ kiến thức mà còn kỹ năng, mà cái quan trọng nhất nữa vẫn là cái thái độ. Thì ở trong nghề thì người ta sẽ có những cái quy định có những rất là chặt chẽ và cái đó nó rèn luyện thêm cho các bạn về cả về thái độ nữa. Đấy là cái mà mong muốn là như vậy. Rồi song song đó là khi mà đến cái năm cuối khi mà các bạn chuẩn bị ra trường thì sẽ có một cái luận văn. Mà cái luận văn thì ở trong như nãy anh Toàn ngay đầu có chia sẻ là cái luận văn đối với các bạn khi mà các bạn làm ở trường khoa công nghệ thông tin trường Đại học Văn Lang ấy, là mình thường là liên kết với cái doanh nghiệp để xem thử họ có những cái đề tài, có những cái nhu cầu nào từ cái doanh nghiệp, thậm chí là mời cả cái doanh nghiệp vào để mà họ có thể tham gia hướng dẫn cho các bạn khóa luận tốt nghiệp như vậy nó phù hợp nhất với lại cái môi trường của cái doanh nghiệp để các bạn có thể trải nghiệm luôn, và cái kinh nghiệm luôn ngay từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường nó là như thế vậy. Và song song đó đối với cái phần cuối thì khi mà các bạn chuẩn bị tốt nghiệp, nhà trường có một hệ thống gọi là eJob, là một cái website như thế vậy, là đào tạo cho các bạn, đồng thời hướng dẫn cho các bạn làm một cái CV up lên trên mạng và cho các doanh nghiệp cùng vào trong đó để mà có thể là lựa chọn các bạn. Đây là đây cũng là một cái kênh để mà tạo một cái kết nối rất gần với lại cái doanh nghiệp, và doanh nghiệp hoàn toàn có thể tuyển dụng các bạn ngay cái phần khi mà các em mới vừa tốt nghiệp. Thậm chí thì thường là trong cái lễ bảo vệ tốt nghiệp thì khoa thường hay mời các doanh nghiệp tới, họ có luôn một cái bàn tuyển dụng luôn. Có nghĩa là họ vào trong đó họ nghe, xong họ chấm được các bạn nào đó ra là đề nghị các bạn tuyển dụng ký hợp đồng luôn. Cảm ơn thầy cũng như là anh rất là nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian đến với Vượt Bước Tương Lai ạ. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho tiểu mục đối thoại xin được phép khép lại.